kinh đại Phật đảnh của cánh kiên cố và bậc nhân của Như Lai về chư Bồ Tát vạn hạnh để tu chứng liệu nghĩa nguyện tán. Này khánh hỷ, mỗi loài trong 12 thể loại chúng sanh đều có đầy đủ hai thứ điên đảo, cũng như hoa đốm phát sanh cho ống vàng mắt của điên đảo đó hoàn toàn che khuất trong tâm minh tịnh nhiệm màu viên mãn với hư vọng loạn tưởng. Ông ấy muốn tu chứng chánh định của Phật phải kiến lập ba bước để dần dần thứ tự tăng tiến thì mới diệt trừ được căn nguyên bổn nhân của những loạn tưởng đó, cũng như việc làm sạch một cái hũ đã đựng qua mật không độc, ta phải dùng nước nóng trộn với tro đốt trong lư hương để tẩy trừ. Sau khi cái hũ đã được rửa sạch thì mới có thể đựng can lộ. Ba bước đi dần dần thứ tự tăng tiến là những gì? Một là tu tập để diệt trừ nhân hỗ trợ, hai là chân thật tu trì để cắt đứt mọi vi phạm đến chánh hạnh căn bổn, ba là thực hành tinh tấn để đối trị việc hiện ra. Sao gọi là nhân hỗ trợ? Này khánh hỷ, hãy quán sát như sau: tất cả 12 thể loại chúng sanh trên thế gian không thể tự bảo toàn mà phải nương vào một trong bốn cách ăn để sinh sống, đó là ăn bằng miệng, ăn bằng xúc chạm, ăn bằng thức và ăn bằng ý niệm. Bởi vậy Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều phải nhờ vào thức ăn để sống. Mặc dù tất cả chúng sanh đều phải nhờ vào thức ăn mới có thể sống, nhưng nếu ăn phải chất độc thì sẽ tử vong. Những chúng sanh nào muốn vào chánh định thì phải tuyệt hẳn năm loại thực vật hư nồng, vì nếu ăn sống năm loại, ăn chín năm loại thực vật hư nồng này thì sẽ phát sinh dâm dục, của ăn sống thì sẽ gia tăng sức khỏe. Cho dù người ăn năm loại thực vật hư nồng này mà có thể giảm giả 12 phần giáo pháp đi nữa, nhưng do chư thiên và thiên nhân rất ghét mùi xú ế những loại thực vật hôi nồng này nên họ sẽ xa lánh. Trái lại, các loài ngạ quỷ sẽ nín liếm của hôn môi người ăn năm loại thực vật hôi nồng này, kia sẽ chung sống với quỷ phước đức ngày càng suy hao và sẽ tăng trưởng việc không lợi ích. Khi người tu hành chánh định ăn năm loại thực vật hôi nồng này thì chư Bồ Tát, chư thiên, thiên nhân và các vị thiện thần sẽ không đến bảo hộ. Trái lại, các đại lực ma vương sẽ thừa cơ hội đến ở trước người đó, hiện ra thân Phật thuyết giảng tà pháp, ca ngợi tham sân si, phá hủy giới luật. Sau khi mạng chung, họ sẽ tự động trở thành quyến thuộc của ma vương. Khi đã hưởng hết thuốc phước làm ma thì họ sẽ đọa địa ngục vô gián. Này khánh hỷ, những ai tu hành đạo giác ngộ thì hãy vĩnh viễn tuyệt hẳn các loại thực vật hôi nồng này. Đây gọi là bước thứ nhất để dần dần thứ tự tăng tiến trong việc tu hành. Sao gọi là chánh hạnh căn bổn? Này khánh hỷ, những chúng sanh nào muốn vào chánh định thì trước tiên phải nghiêm trì giới luật thanh tịnh. Họ hãy đoạn trừ tâm danh dục, không được uống rượu và ăn thịt. Hãy quán sát. Họ có thể ăn thức ăn thanh tịnh khi đã được nấu chín và do đó sẽ không ăn sanh khí của rau quả. Những ai tu hành mà không đoạn trừ danh dục và sát sanh mà có thể ra khỏi ta cõi thì quyết không có việc ấy. Họ hãy quán sát danh dục tựa như rắn độc hoặc như gặp ống tặc, hãy giữ thân không lay động, cách thọ trì bốn giới cấm hoặc tám giới cấm của hàng thanh tâm, rồi sau đó hãy tu hành lục nghi thanh tịnh của hàng Bồ Tát để giữ cho tâm không sanh khởi. Những ai thành tựu giới luật thì đời đời vĩnh viễn sẽ lìa khỏi nghiệp giết hại lẫn nhau. Những ai không trộm cắp thì sẽ không mắc nợ lẫn nhau và sẽ không phải trả nợ đời trước. Khi người thanh tịnh tu hành chánh định như vậy, dù thân máu thịt do cha mẹ sanh ra và không còn dùng thiên nhãn, họ tự nhiên sẽ nhìn thấy các thế giới trong mười phương, họ thấy Phật như pháp, tích thân phụng trì thánh giáo, họ đắc đại thần thông và có thể lưu hành khắp mười phương. Họ nhớ biết việc đời trước rõ ràng và không gặp nguy hiểm. Đây là bước thứ nhì để dần dần thứ tự tăng tiến trong việc tu hành. Này thánh hỷ, sao gọi là việc hiện ra? Những vị thọ trì giới cấm thanh tịnh và chẳng có lòng tham muốn danh dục, họ sẽ không có nhiều hữu lậu đối với sáu trần, nhưng bởi không có hữu lậu họ sẽ xoay ngược các căn để trở về bất lục khi. Do đó các căn sẽ không còn duyên với các trần và trần cảnh sẽ không còn khởi sanh. Một khi xoay ngược dòng chảy thì các căn sẽ hợp thành một và
sáu khu vực riêng lẻ sẽ ngừng mấy giờ, các mức độ của chiếc la trong mười phương sẽ thanh tịnh trong suốt tựa như mặt trăng tỏa sáng lơ lửng trong luân ly báu. Thân tâm họ được an nhiên viên mãn, diệu bình đẳng, an ổn quảng đại. Giữa lúc đó tất cả chi lai đều hiện ra với thần lực bí mật viên mãn thanh tịnh vi diệu. Họ liền đắc vô sanh pháp nhẫn, và từ đó họ dần dần tu tập, và tùy theo sự phát tâm tu hành họ an lập trong những quả vị của bậc thánh. Đây gọi là bước thứ ba để dần dần thứ tự tăng tiến trong việc tu hành. Này khánh lễ, khi ái dục của thiện nam tử đó khô kiệt thì các căn sẽ không còn phối hợp với trần cảnh, và tập khí hương vọng còn sót lại sẽ không tiếp tục khởi sanh. Chấp trước sẽ rộng không, tâm ý sáng suốt, trí tuệ tinh thuận, tuệ tánh viên minh ánh triệt các thế giới trong mười phương. Có được trí tuệ này là do ái dục đã khô kiệt, giai đoạn này gọi là can tuệ địa. Mặc dù ái dục của họ đã khô kiệt nhưng họ vẫn chưa vào dòng pháp thủy của Như Lai. Bấy giờ người ấy dùng tâm đó vào dòng trung đạo sự viên mãn vi diệu, được mở bày từ sự nhiệm màu viên mãn chân thật đó, sự vi diệu chân thật khác lại hiện ra. Họ có được một lòng tin nhiệm màu thường trụ, đến đây mọi vọng tưởng đều diệt trừ chẳng còn sót, chỉ còn lại trung đạo chân thật. Giai đoạn này gọi là tín tâm. Từ tín tâm chân thật đó phát huy trí tuệ minh liễu, mọi thứ đều liên thông cho đến ủng xứ giới đều không thể làm chướng ngại nữa. Và như vậy từ việc xả thân thọ thân cho đến những tập khí từ vô số kiếp ở quá khứ vị lai đều hiện ra ở trước thiện nam tử đó, đều ghi nhớ và chẳng hề quên sót. Giai đoạn này gọi là niệm tâm. Khi chỉ còn lại chân diệu viên mãn tinh nguyên chân thật đó, bắt đầu chuyển hóa những tập khí từ vô thủy của họ để khai thông thành một tinh nguyên minh liễu, như chỉ với nguyên liễu đó họ sẽ tiến bước vào thanh tịnh chân thật. Giai đoạn này gọi là tinh tấn tâm. Khi tinh nguyên minh liễu hiện tiền, tâm có họ hoạt động hoàn toàn trí tuệ, giai đoạn này gọi là tuệ tâm. Khi chấp trì trí minh đó, tâm có họ chu biến tịch tỉnh trạm nhiên và tịch diệu thường trụ, giai đoạn này gọi là định tâm. Khi quang minh của định pháp sáng minh tánh họ vào sâu trong định và chỉ có tiếng chứ không thoái, giai đoạn này gọi là bất thoái tâm. Khi tâm tiến vào sâu thì càng được an nhiên, họ bản trì và không để mất cảnh giới đó. Bây giờ họ có thể giao tiếp với nhiệt khí của Chư Lai trong mười phương, giai đoạn này gọi là khổ pháp tâm. Khi thành tựu bản trì giác minh, họ dùng năng lực vi diệu chuyển quang minh từ bi của Phật hướng vào trong nơi Phật an trụ, đây ví như ánh phản chiếu lẫn nhau giữa hai tấm gương, những hình ảnh vi diệu trong đó trùng trùng tương nhập, giai đoạn này gọi là hồi hướng tâm. Ánh sáng của tâm ẩn mật bản chiếu được kiên định và thanh tịnh vi diệu vô thượng của Phật hạ an trụ trong vô vi và chẳng hề quên mất, giai đoạn này gọi là giới tâm. Khi an trụ tự tại trong dưới lục họ được, họ có thể du hành khắp mười phương và nơi đến tùy ý, giai đoạn này gọi là nguyện tâm. Bây giờ thiện nam tử đó dùng phương tiện chân chánh vào mười cảnh giới của tâm, thì tâm tinh vi của họ phát huy ngược rỡ công dụng mười cảnh giới của tâm, được kết hợp vào nhau và thành tựu một tâm viên mãn, giai đoạn này gọi là phát tâm trụ. Từ trong cảnh giới của tâm đó phóng ra sáng tựa như vàng rồng hiện ra trong lưu ly báu, thanh tịnh hình giả như vào cảnh giới của tâm để tu sửa bản thân, đây ví như việc sang bằng đất ta, giai đoạn này gọi là trị địa trụ. Ở giai đoạn của tâm địa này, trí tuệ của họ kết hợp vào nhau và mọi thứ đều được minh liễu, họ có thể du hành khắp mười phương mà không bị chướng ngại, giai đoạn này gọi là tu hành trụ. Bây giờ họ đi cùng với chư Phật và thọ hưởng nguồn khí của chư Phật như thân quân ủng thân thành tự tiền cha mẹ hành giả vào nhà của Như Lai thì cũng lại như vậy, giai đoạn này gọi là sanh quý trụ. Bây giờ họ đã vào nhà của Như Lai sẽ thừa hưởng đặc tánh của Phật giác ngộ, đây ví như khi bào thai đã hình thành thì nhân tướng hiện ra không thiếu sót, giai đoạn này gọi là phương tiện cụ tức trụ. Dung mạo và tâm tướng của họ đồng như chư Phật, giai đoạn này gọi là chánh tâm trụ. Thân tâm của họ hợp thành ngày càng tăng trưởng lợi ích, giai đoạn này gọi là
bất thoái trụ. Thông qua họ, đồng phước có thể hiện ra đầy đủ 10 tướng thần diệu giai đoạn này gọi là đồng chân trụ. Một khi thân tướng hình thành đầy đủ, họ ra khỏi thai và trở thành con của Phật giai đoạn này gọi là pháp vương tưởng trụ. Khi đã thành nhân thì họ được ví như thái tử, được đại vương ủy nhiệm việc nước. Rồi khi trưởng thành thì thái tử được vua cha làm lễ quán lãnh, giai đoạn này gọi là quán lãnh trụ. Khi đã trở thành con của Phật thì họ đầy đủ vô lượng diệu đức và tùy thuận chúng sanh khắp mười phương, giai đoạn này gọi là hoan hỷ hành. Tiếp đến họ lại khéo lợi ích chúng sanh, giai đoạn này gọi là nhiêu ích hành. Trong tiến trình giác ngộ chính mình và giác ngộ người khác, họ có được khả năng không vi phạm với kháng cự, giai đoạn này gọi là vô sắc hậu hành. Cho đến tận cùng biên tế của vị lai, họ sanh đi giữa muôn loài chúng sanh với ba đời bình đẳng và thông đạt khắp mười phương, giai đoạn này gọi là vô tận hành. Khi tất cả muôn loài pháp môn hợp thành đồng nhất, họ không còn sai lầm của việc tu tập, giai đoạn này gọi là ly si loạn hành. Trong sự động nhất hiển hiện chỉ bị đối mới với mỗi tướng sao khác, họ lại hướng dẫn theo giai đoạn này gọi là tu bồ đề hành. Và như vậy cho đến vi trần đầy khắp mười phương, và trong mỗi vi trần lại hiện ra mười phương thế giới, họ chẳng thấy vi trần các thế giới hiện ra có sự chướng ngại nào, giai đoạn này gọi là vô chướng hành. Họ quan sát những cảnh giới hiện tiền gọi là đời pháp để nhất đến bờ kia, giai đoạn này gọi là tôn trọng hành. Khi tất cả vi chung như thế, họ thành tựu quy tắc của mười phương chư Phật, giai đoạn này gọi là thiện pháp hành. Mỗi pháp thực hành đều là thanh tịnh vô lậu, do bởi tánh bổn nhiên của chúng là một vô vi chân thật, giai đoạn này gọi là chân thật hành. Bây giờ thiện nam tử đó đầy đủ thật thông và thành tựu Phật sự, tâm họ thuần khiết tinh chân, họ và rời xa những hoạn nạn, họ cứu độ chúng sanh, diệt trừ tướng cứu độ chúng sanh, họ xoay chuyển tâm vô vi để hướng đến đạo tịch diệt cho chúng sanh, giai đoạn này gọi là cứu nhất thiết chúng sanh, đưa chúng sanh tướng hồi hướng. Họ hỏi trừ những gì đáng hỏi trừ, rời xa những gì đáng rời xa, giai đoạn này gọi là mất hỏi hồi hướng. Bổn giác họ trạng nhiên và động sự giác ngộ của chư Phật, giai đoạn này gọi là bất hỏi hồi hướng. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Khi tinh nguyên chân thực phát huy sáng rực, họ đứng cùng một nơi với chư Phật, giai đoạn này gọi là chí nhất thiết xứ hồi hướng. Khi đi vào các thế giới và trở thành đồng cảnh giới chư lai, họ trải nghiệm sự kết hợp cả hai mà không ngăn ngại, giai đoạn này gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Khi trở thành đồng cảnh giới chư lai, họ sanh khởi nhân thanh tịnh trong tiến trình tu tập, nhưng vào nhân đó họ phát huy rực rỡ và hướng đến đạo tịch diệt cho chúng sanh, giai đoạn này gọi là cứu nhất thiết chúng sanh, đưa chúng sanh tiến hồi hướng. Mặc dù trải nghiệm một với hết thảy pháp, khi căn lành đã thành lập nơi tập tướng, họ quán sát như vậy. Tất cả chúng sanh trong mười phương đều đồng với bổn tánh của mình. Bây giờ tánh của ta thành tựu viên mãn và biết rằng không một chúng sanh nào mất chúng vĩnh viễn, giai đoạn này gọi là tùy thuận đẳng quán với chúng sanh hồn tướng. Mặc dù trải nghiệm một với hết thảy pháp, nhờ đều tất cả tướng ý niệm về một với hết thảy pháp và đều tất cả tướng, cả hai họ đều không chấp trước, giai đoạn này gọi là vô phượng giải thoát hồi hướng. Giai đoạn này gọi là chân như tướng hồi hướng. Khi đạt đến chân như thật sự, họ không gặp bất cứ sự cản trở nào khắp mười phương, giai đoạn này gọi là vô phượng giải thoát hồi hướng.
khi họ thành tựu viên mãn công đức của chân tánh mọi giới mà hạng đến pháp giới đều diệt trừ giai đoạn này gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Khi thiện nam tử đó đã hoàn toàn thanh tịnh tâm của mình qua 41 giai đoạn tiếp đến họ còn hoàn thành thêm 4 loại tu hành vi diệu viên mãn. Đến đây họ dùng tâm mình để tu hành và đang ở ranh giới đạt đến giác ngộ của Phật hoặc được quý người. Dùi lửa đang mong chờ phát lửa để đốt miếng cây đang dùi giai đoạn này gọi là nõn địa. Họ lại dùng tâm mình để tu hành và gần hoàn thành gì Phật đã trải qua và sắp không còn lệ thuộc trên đất. Họ được quý người đứng trên đỉnh núi cao, gần như toàn thân vào hư không, chỉ còn chút nhỏ ngăn ngại phía dưới. Giai đoạn này gọi là tánh địa. Tâm của họ và tâm của Phật đồng nhất, họ khéo chứng đắc trung đạo, họ quý người nhẫn chịu việc không thể ôn trọng cũng không thể giải bày. Giai đoạn này gọi là nhẫn địa. Khi mọi số lượng bị tiêu diệt, họ không còn phân biệt giữa mê giác và trung đạo, giai đoạn này gọi là thế đệ nhất địa. Này khánh hỷ, khi thiện nam tử đó ở trong đại giác mà khéo được thông đạt, họ giác ngộ như chư lai và thông đạt tất cả các cảnh giới của chư Phật, giai đoạn này gọi là hoan hỷ địa. Khi tánh dị biệt trở thành tương đồng và tánh tương đồng cũng diệt mất, giai đoạn này gọi là ly cấu địa. Khi thanh tịnh đến tột cùng thì sáng được phóng ra, giai đoạn này gọi là phát quang địa. Khi sáng được đến tột độ thì tuệ giác viên mãn, giai đoạn này gọi là điểm tuệ địa. Khi họ vượt qua những điểm tương đồng và dị biệt của những giai đoạn trước, giai đoạn này gọi là nam thắng địa. Khi tánh thanh tịnh của chân như vô vi hiển lộ sáng ngời, giai đoạn này gọi là hiện tiền địa. Cho đến tận cùng ranh giới của chân như, giai đoạn này gọi là viễn thành địa. Khi mọi thứ đều thành chân như, giai đoạn này gọi là bất động địa. Khi họ có thể phát khởi công dụng của chân như, giai đoạn này gọi là thiện tuệ địa. Đến đây, việc tu tập và công đức như vị Bồ Tát ấy đã viên mãn, giai đoạn này còn gọi là tu tập vị. Khi bóng râm của mây từ nhiệm màu che phủ điểm tịch diệt, giai đoạn này gọi là phát quân địa. Khi Chư Lai suy ngược hướng để trở lại độ các chúng sanh và các vị Bồ Tát thuận hướng trên con đường tu tập, họ gặp gỡ ranh giới giác ngộ của Phật, giai đoạn này gọi là đẳng giác. Từ can tuệ điển đẳng giác, họ có được tuệ giác này là do làm khô kiệt vô minh ở trong tâm kim can. Như vậy là khi trải qua 12 giai đoạn, 7 quả vị nương lập cùng với 5 giống của 10 quả vị, cuối cùng họ đạt được diệu giác thành tựu đạo vô thượng. Ở mỗi giai đoạn, họ đều dùng tâm kim can để quan sát như huyễn về 10 loại thí dụ thâm sâu. Tất cả nghiệp như hiện hóa, tất cả pháp như ảo ảnh, tất cả thân như trăng trong nước, tất cả diệu sắc như hoa đốm, tất cả diệu âm như tiếng quang trong sương cốc, tất cả cõi Phật như thành tầm hương thần, tất cả Phật sự như chiêm bao, Phật thân như phản chiếu, báo thân như bóng hình, pháp thân như biến hóa. Với pháp tu chỉ, họ dùng để diệt trừ vọng tưởng trong tâm và pháp tu quán của Như Lai, họ dần dần vào sâu và thanh tịnh tu chứng. Này khánh hỷ, gia vị ấy đã dùng 3 bước để dần dần thứ tự tăng tiến lên vị ấy, khéo thành tựu 55 quả vị chân Phật trên con đường giác ngộ. Người khởi pháp quán tưởng như thế gọi là chánh quán, còn những ai quán khác thì gọi là tà quán. Bây giờ nhiều các từ khác cũng tưởng mình được trong hội thứ dạy đánh lễ với trán chạm sát chân vị Phật và thương bạn bản tâm tinh mạng tinh là điều chúng con cũng vì thế mà Phật bản tinh mạng tinh là vô thượng bảo ấn của đại bạch tạng cái thần chú được tuyên thuyết từ trên đại Phật đảnh là thanh tịnh hải nhãn của mười phương Như Lai, cũng gọi là mật nhân của Như Lai để tu chứng hiểu nghĩa, cũng gọi là cứu hội họ khánh thủy và độ thoát Vishnu. Tánh thở trong các hội ly đây được đạo tâm với bà uyển chánh biến tri, cũng gọi là đại phương quảng diệu liên hoa vương, và mười phương Phật mẫu tổng tùy, cũng gọi là
quán đảnh chuyên cứu và cứu cánh kiên cố vạn hạnh của chư Bồ Tát, ông hãy theo đó mà phụng trì. Khi Đức Phật dứt lời xong, Tôn giả Khánh Thị và các đại chúng cho được nghe Đức Phật khai thị về mật ống diệu nghĩa của Đại Bạch Tạng Cái Thần Chú, và do được nghe danh mục biểu nghĩa của tên kinh, nên lập tức khắc giác ngộ phương pháp tu hành tĩnh lượng tăng tiến đến những quả vị của bậc thánh. Họ tăng tiến nghĩa lý vi diệu, tâm tư rộng thông và ngưng lại, đoạn trừ sáu loại phiền não nghi tế của ba cõi, đảnh hạp hưởng đến tâm của người tu hành. Lúc bây giờ Tôn giả Khánh Thị liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán chạy sát cho của Phật, chắp tay cung kính và thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là Phật đại uy đức, với âm thanh từ bi không ngăn ngại, Ngài đã khéo khai thị si mê chìm sâu nghi tế cho chúng sanh. Nhờ đó mà thân tâm của con hôm nay được an vui và được sự lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, nếu diệu minh trong tâm thanh tịnh nhiệm màu này xưa nay vốn yêu mãn cùng khắp, và như vậy cho đến cỏ cây đất đai và các loài sông bọ đều có bổn nguyên chân như, đó là thể tánh chân Phật thành Phật của Như Lai, thế thì tại sao lại có địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, phi thiên thiên thượng và nhân gian, những cõi dưới này xưa nay vốn tự có, hay là do hư vọng sanh khởi của chúng sanh mà có, như trường hợp của Vishuni Bản Liên Vương là người trì giới Bồ Tát, nhưng lại đến lúc hành dâm đội vọng ngữ rằng hành dâm không có nghiệp báo, nghiệp báo vì nó không phải là sát sanh hay trộm cắp. Khi vừa dứt lời thì nữ căn của cô ta phun ra lửa hừng hực, mỗi đốt xương của cô ta đều bị lửa dữ lan đến đốt cháy. Rồi sau đó cô ta đọa địa ngục vô gián. Ngoài ra còn có Vua Lưu Ly và Bích-xu Thiện Tinh. Vua Lưu Ly đã tiêu diệt chủng tánh can giá, còn Bích-xu Thiện Tinh vọng thuyết về không của tất cả các pháp, cả hai đều rơi vào địa ngục vô gián đang giữa còn sống. Những địa ngục này có nơi cố định chăng, hay là nó tự nhiên hình thành tùy theo nghiệp tạo của tình người và mỗi người phải tự lãnh thọ? Đức Mục Thế Tôn hữu lòng đại từ mà khai thị cho những đệ tử trẻ non nớt và những chúng sanh trì giới khi nghe được nghĩa quyết định thì sẽ hoan hỷ độ mang lời dạy trên đỉnh đầu của họ, cẩn thận giữ gìn thanh tịnh và không để vi phạm. Đức Phật bảo lành thay câu hỏi này của ông sẽ làm cho các chúng sanh không rơi vào tà kiến, ông hãy lắng nghe ta sẽ thuyết giảng cho ông. Này Khánh Thị, bổn tánh của tất cả chúng sanh là thanh tịnh chân thật, nhưng bởi cái thấy sai lầm mà hương vọng sanh khởi, nhân đó mà phân chia là nội phần và ngoại phần. Nội phần là phần bên trong của chúng sanh, nhân bởi những sự ái nhiễm phát khởi, tình cảm hương vọng do tình cảm tích tụ chẳng dừng sanh ra ái thử. Bởi vậy khi chúng sanh nghĩ về thức ăn ngon thì nước miếng trong miệng chảy ra, khi nghĩ về người quá cố thương yêu hoặc căm hận thì nước mắt rưng rưng, khi tham cầu tài vật thì lòng họ ước ao mong mỏi, khi thấy người toàn thân tươi sáng thì lòng họ say đắm, khi nghĩ về chuyện dâm dục thì nam căn hay nữ căn tiết ra nước nhiều, mặc dù tình cảm có sai khác nhưng việc tiết ra nước hoặc giữ lại trong thân thì giống nhau, tánh quản tiết không bốc lên mà nó tự động chìm xuống, được gọi là nội phần. Ngoại phần phần bên ngoài của chúng sanh, nhân bởi những sự khác hưởng khác khởi, tịnh tưởng chứng thượng do tịnh tưởng tích tụ chẳng dừng sanh ra thắng khứ. Bởi vậy khi chúng sanh thọ trì giới cấm thì toàn thân nhẹ nhàng thanh tản, khi trì chú bắt cấm thì tâm họ kiên định hùng dũng, khi muốn sanh lên cõi trời thọ nằm mơ thấy mình đang bay, khi nhớ về cõi Phật thì cảnh giới thánh hiền bí mật hiện ra, khi phụng sự thiện tri thức thì họ không biết thanh xong thâm mạng của chính mình. Mặc dù tịnh tưởng có sai khác nhưng việc kinh an thì giống nhau, tánh của bay lướt không chìm xuống mà nó tự nhiên siêu việt, đây gọi là ngoại phần. Này Khánh Thị, tất
cả chúng sanh trên thế gian đều cuốn theo vòng sanh tử không ngừng, lúc còn sống họ cuốn theo tập tánh thuận, lúc chết đi thì họ cuốn theo muôn dòng nghiệp. Vào lúc lâm chung khi hơi ấm còn trong thân thể, mọi việc thiện ác đã làm trong quá khứ đều xuất hiện cùng lúc. Tử dịch sanh thuận hai tập tính này giao tiếp lẫn nhau. Nếu một chúng sanh nào với tịnh tưởng kiến toàn bộ, họ sẽ lập tức bay lên và chắc chắn sẽ sanh vào cõi trời giữa trạng thái của tâm bay lên. Nếu đã phát có đủ phước đức thọ trí huệ và đã từng phát nguyện thanh tịnh thì họ sẽ tâm của họ lập tức khai thông. Họ thấy mười phương như lai trong tất cả tịnh độ và vãng sanh theo ý nguyện. Nếu một chúng sanh nào với tịnh tưởng kiến đa phần tình cảm chiếm thiểu số, họ cũng sẽ bay lên nhẹ nhàng như không xa. Họ sẽ trở thành phi hành kim nhân, đại lực quỷ vương, quỷ tịch tập ở trên hư không, quỷ bạo ác đi trên đất. Nếu họ có thể du hành với trời tướng thiên vương mà không bị chướng ngại, nếu đã phát nguyện làm hoặc khởi tâm là họ sẽ hộ trì cho pháp của ta, họ sẽ hộ trì dưới cấm để đi theo bảo vệ người giữ giới, họ sẽ hộ trì thiền định để đi theo bảo vệ người tu thiền, họ sẽ hộ trì thần chú để đi theo bảo vệ người trì chú, họ sẽ trở thành đệ tử thông tín và ngồi dưới pháp tòa của Như Lai. Nếu một chúng sanh nào với tình cảm và tình tưởng bằng nhau thì họ sẽ không bay lên cũng không rơi xuống, họ sẽ sanh ở nhân gian. Nếu tịnh tưởng sáng suốt thì họ càng thông minh, còn tình cảm vô tối hoặc càng như độ. Nếu một chúng sanh nào với tình cảm chiếm đa phần và tịnh tưởng chiếm thiểu số thì họ sẽ sanh vào hàng động vật, sanh vào hàng bàn sanh. Nếu tình cảm thanh trọng họ sanh vào hàng động vật có lông, còn tình cảm khinh bạc họ sanh vào hàng chim muông có cánh. Nếu một chúng sanh nào với tình cảm chiếm 7 phần và tịnh tưởng chiếm 3 phần, họ sẽ chìm xuống khủng luân, họ sanh vào giữa ranh giới của họ luôn. Phải hứng chịu khí lửa giữ luôn bị đốt cháy và còn bị nước sôi làm tổn hại thân mình. Nếu một chúng sanh nào với tình cảm chiếm nước sôi làm tổn hại thân mình suốt trăm ngàn kiếp, không có gì để ăn mà cũng chẳng có gì để uống. Nếu những chúng sanh nào với tình cảm chiếm chín phần, tình tưởng chiếm một phần, họ sẽ rơi xuyên qua hỏa luân, họ sanh ra giữa ranh giới hỏa luân và phong luân. Nếu tình cảm khinh bạc, họ sẽ rơi vào địa ngục khổ bất tống gián đoạn. Nếu tình cảm thanh trọng, họ sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Nếu những chúng sanh nào với tình cảm chiếm toàn bộ, họ sẽ lập tức chìm xuống địa ngục vô gián giữa trạng thái tâm chìm xuống. Nếu đã từng hủy bán lại thượng thì họ dưới cấm của Phật vọng ngữ thuyết pháp, có hành vi hư nguyện vì tham lam cúng dường tình dục, thí chủ thành tín hoặc lạm dụng lòng thương tính của kẻ khác, hoặc gây năm tội ngũ nghịch hoặc phạm mười giới nghiêm trọng, họ sẽ lần lượt vào các địa ngục vô gián ở các thế giới của mười phương. Những chúng sanh này thọ báo ứng là do nghiệp ác đã tự chia cảnh, họ sẽ chia sẻ số phận cùng một nơi với kẻ đã tạo nghiệp khác nhau. Này thánh hỷ, những báo ứng này đều do nghiệp ác tự chiêu cảm của mỗi chúng sanh kia, họ đã tạo mười nhân tập khí sẽ tạo lãnh sống vỡ nát. Mười nhân tập khí đó là những gì? Tập khí của danh dục phát khởi, cọ sát lẫn sự giao hợp do sự cọ sát không ngừng như thế, nhưng người ta có một cảm giác của lửa hừng hực phát động từ bên trong hay nếu như hơi ấm xuất hiện khiến người cọ sát hai lòng bàn tay với nhau. Do tập khí của danh dục phát cửa của thói quen giao hợp nên người đó có sự trải nghiệm của địa ngục như là dù sắc trụng đồng và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương tận mắt thấy rõ kết quả của sự hành dâm và gọi đó là lửa dục. Chùa tác xa lắm sự danh dục như sợ bị rơi vào thành lửa,
khí của tham muốn cùng thu hút lẫn nhau dẫn đến sự tính toán. Do sự thu hút không ngừng như thế nhưng đã có một cảm giác hàn băng lạnh buốt phát động từ bên trong. Đây ví như hơi lạnh phát sang khiến người dùng miệng hút luồng khí thật mạnh. Do tập khí của tham muốn cùng thói quen tính toán xâm lấn lẫn nhau nên có sự trải nghiệm của địa ngục như là tiếng chạy của ra tiếng phun của lưỡi tiếng rên rỉ thanh niên sắc liên bạc liên hà băng lãnh nhiệt tương tự. Bởi vậy tất cả kim lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự đà cầu gọi chúng là nước tham tương tác xa lắm sự tham muốn như là sợ rơi vào biển khí độc. Tập khí của nhãn niệm cùng xâm lấn lẫn nhau phát khởi sự ủy lại do sự nguyên thể không ngừng như thế nên người đó có một cảm giác làn sóng cuộn cuộn đây nếu như việc chảy nước miếng thì có người thì tự đến lưỡi của mình. Do tập khí của nhãn mạng cùng thói quen kiêu ngạo khuấy động lẫn nhau nên có sự trải nghiệm địa ngục như là sông máu sông cho các nóng miệng độc đồng mưu rưới thân ép uống nước đồng lĩnh việc tương tự. Bởi vậy tất cả chúng ta trong người phương tận mắt thấy rõ kết quả của sự ngã mạn gọi chúng là uống nước si mê chưa tác xa lắm sự ngã mạn như là sợ bị chết đuối ở biển. Tập khí của sân hận cùng xung đột với nhau phát khởi sự ngay ngược do sự kết tập trái ngược chẳng ngừng như thế nên đó có một cảm giác nơi trái tim bộc phát lửa và hỏa khí của nó như sắp trở thành kim loại. Bởi vậy kẻ ngủ nóng có cảm giác như là và mũi đao và bọc sắt cây cứu kiếm bánh xe kiếm đùi búa cây thương và cá thương. Đây ví như kẻ ôm lòng thù oán cho đến khi sát khí bộc phát do tập khí của sân hận cùng thói quen nổi nóng công kích lẫn nhau nên có sự trải nghiệm địa ngục như là cắt xẻ chém chặt đâm đập đánh. Bởi vậy tất cả tiên la trong người phương tận mắt thấy rõ kết quả của sự sân hận gọi chúng là đau nhiễm biến chung tác xa lắng sự sân hận vì sợ bị hành quyết. Tập khí của dối trá cùng dụ dỗ với nhau phát khởi lừa tỉnh do sự phát khởi không dừng như thế nên người ấy có cảm giác như là bị sợi dây quấn xiết vào khúc cổ. Đây ví như việc ngâm nước cánh đồng khiến cỏ cây sẽ sinh trưởng do tập khí của dối trá cùng thói quen lừa phỉnh kéo dài lẫn nhau nên sự trải nghiệm cái địa ngục như là vô cùng sự sắc đôi thức dậy đánh ra những việc tương tự. Bởi vậy tất cả chúng ta trong mười phương tận mắt thấy rõ kết quả của sự gian nguyện gọi chúng là gặp hiền pha chưa tác xa lắm sự dối trá như là sợ gặp bầy sói. Tập khí của lừa dối cùng khí của lừa dối cùng gạt gẫm với nhau phát khởi sự gian xảo do sự vu khống như ngoa chẳng ngừng và cõi lòng càng đầy gian dối như thế nên có một cảm giác như là bị che lấp bởi bụi bặm phong nước tiểu những thứ ô uế bất tịnh. Đây ví như việc đây ví như bụi tung bay theo chiều gió khiến chẳng một ai thấy gì do tập khí của lừa dối cùng thói quen gian xảo gia tăng lẫn nhau nên có sự trải nghiệm địa ngục như là chìm đắm khóc lên nếu hút rớt xuống nổi trôi nát tan những việc tương tự. Bởi vậy tất cả chúng ta trong mười phương tận mắt thấy rõ kết quả của sự lừa dối và gọi chúng là cướp bóc giết hại cho các xa lắng sự lừa dối như là sợ gặp bầy sói. Tập khí của oán thù cùng hiểm khích với nhau nên phát khởi căm hận
Do đó người ấy cảm giác như là bị ném đá vỡ đầu, bị nhốt trong tù, bị giam trong lòng, bị nhốt trong hũ, bị tắm trong bao. Đây với những kẻ bí mật hiểm độc không chỉ là nguyên diễn tả cho tập khí oán thù cùng thói quen căm hận ăn nuốt lẫn nhau như các sự trải nghiệm với địa ngục như là nếm quan bắt giữ túm lấy đâm bắn hút vồ và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả chi la trong mười phương tận mắt thấy rõ kết quả của sự oán thù gọi chúng là quỷ tàn hại chư tác xa lánh sự oán thù như là sợ bị chết, sợ bị uống rượu độc. Tập khí của tà kiến cùng giao tiếp lẫn nhau như là cái thấy sai lệch về ngã, cái thấy sai lệch về giới cấm, cho đến cái thấy sai lệch về nghiệp đã khắc khởi chống đối và sinh ra tiên phản. Do đó người ấy có cảm giác như là bị quan thọ của vua chúa đối chứng về sổ sách. Đây ví như kể đi bộ phải gặp những người đi ngược hướng trên đường do tập khí của tà khí cùng thói quen chống đối. Giao tiếp lẫn nhau nên có sự trải nghiệm địa ngục như là chất vấn, tra tấn, khảo xét khui ra và dò hỏi với tập trọng rõ ràng các đồng tử gì giữ sổ bộ thiện ác để đối chứng với lời ngụy biện của kẻ bị tra khảo. Do tập khí của tà kiến, bởi vậy tất cả chi lai trong mười phương là tận mắt thấy rõ kết quả của sự tà kiến gọi chúng là hố bẫy. Chư tác xa lánh sự chấp trước của cái thấy hư vọng lệnh lạc như là sự đứng ở rìa hố nước độc. Tập khí của đổ lỗi cùng gia tăng lẫn nhau phát khởi sự vu khống. Do đó người ấy cảm giác như là bị muốn ép đá ép cuối vì cày bừa đây khiến như kẻ giặc tìm ra bức bách con của người lương thiện. Do tập khí của đổ lỗi cùng thói quen vu khống và trừng lẫn nhau nên có sự trải nghiệm địa ngục như là đàn áp đè nện ép đá kiệt quệ công đo và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả chúng ta trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự căn oán bán bổ gọi chúng là cọt giữ chư tác xa lánh sự đổ lỗi oan của người là sợ bị chúng xét đánh. Tập khí của tranh tụng cùng bùng nổ với nhau đã phát khởi sự che giấu. Do đó người thấy cảm giác như bị gương soi bức chiếu và không thể ẩn tàng bóng giữa ba ngày. Do tập khí tranh tụng cùng thói quen che giấu phơi bày lẫn nhau có sự trải nghiệm địa ngục như là ác hữu hương nghiệp hỏa châu trình bày nghiệp xưa đối chứng và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả như ra trong người khuyên được tận mắt thấy rõ kết quả của sự che giấu gọi chúng là giặc ẩn nấp chư tác xa lớn sự che giấu như là sợ đổ phải núi cao đi qua những kẻ sáu quả báo là những gì tất cả chúng sanh tạo nghiệp là do sáu thức ác báo chiêu cảm cũng do từ sáu căn sao gọi là ác báo từ sáu căn mà ra. Báo sáu của nghe tiếng, báo sáu của cái thấy, chiêu cảm là dẫn dắt quả ác nghiệp từ thức của mắt ảnh hưởng của những thức khác khi sắc nhãn chân trước tiên thấy cảm nhận được lưỡi dữ từ khắp các thế giới trong mười phương khi chết thần thức của họ bay lên sau đó rơi xuống rồi gửi khói mà lại vô gián đến nhiều một trong hai điều có thể xảy ra. Một là nếu có đủ ánh sáng để nhìn họ sẽ thấy đủ khắp mọi vật tác động sẽ sanh ra vô lượng sợ hãi. Hai là nếu chỉ toàn đen tối im bặt và không nhìn thấy gì họ sẽ sanh ra vô lượng kinh hoàng. Lửa dữ mà người ấy nhìn thấy có thể làm cho thức của tai quá tải sẽ tràn ngập tiếng nước sôi và dầu nung ở trong vạc. Thức của mũi có thể sẽ quá tải sẽ tràn ngập mùi khói đen và ngọn lửa màu tím. Thức của lưỡi có thể sẽ quá tải sẽ tràn ngập vị cháo những viên sắc nóng. Thức của thân có thể sẽ quá tải sẽ tràn ngập sự xúc chạm của
tro nóng và than hồng, thức của ý thể xóa tản sĩ tràn ngập sự nhận biết của ngọn lửa phun ra và những tia lửa bắn nổ trong không khí. Bán xấu của nghe tiếng kêu cảnh dẫn dắt quả ác nghiệp từ thức của tai ảnh hưởng những thức khác khi sắc mạng chung trước tiên ấy cảm nhận được. Tiếng gầm của những cơn sóng lớn làm ngập đất trời khi chết thần thức của họ chìm xuống rồi cưỡi sóng mà vào địa ngục vô gián. Bây giờ một trong hai điều có thể xảy ra, một là nếu có thể nghe được thì họ sẽ nghe đủ mọi thứ tiếng ầm ĩ khiến cho tinh thần bị rối loạn, hay là nếu chẳng thể nghe im bặt không một âm thanh thì sẽ khiến cho hồn phách chìm vào u ám. Tiếng gầm của con cơn sóng lớn mà người ấy nghe được có thể làm cho thức của tai quá tải sẽ tràn ngập chất phóng và chất máu. Thức của mắt có thể quá tải sẽ tràn ngập cảnh tượng của sấm sét gào khống và khí đặc biệt mù. Thức của mũi có thể xóa tỏa sẽ tràn ngập mùi tanh hôi của nước đầm lầy và các loại trùng độc bò khắp thân thể. Thức của lưỡi thể xóa tỏa sẽ tràn ngập vị máu mũ tanh hôi và muôn loại tạp phế. Thức của thân thể xóa tỏa sẽ tràn ngập sự xúc chạm của phong nước tiểu của thú vật và quỷ. Thức của ý thể xóa tỏa sẽ tràn ngập sự nhận biết của điện chớp, mưa đá tồi phá tan nát tâm thất. Báo xấu của gửi mùi chiêu cảm dẫn dắt quả ác nghiệp từ thức của mũi ảnh hưởng những thức khác khi sắc mạng chung trước tim ấy cảm nhận được. Khí đặc biệt mù ở gần hay xa khi chết thần thức từ dưới đất gọt lên, sau đó phải rơi vào địa ngục vô gián mấy giờ. Một trong hai điều có thể xảy ra, một là nếu lỗ mũi khai thông thì họ sẽ hít phải khí độc và khiến cho tâm bị rối loạn, hai là nếu lỗ mũi bế tắc họ sẽ hít phải khí độc và ngất xỉu trên đất. Khí độc người ấy nhiễm vào có thể làm cho thức của mũi quá tản sẽ tràn ngập chất vấn lý lịch, thức của mắt có thể quá tản sẽ tràn ngập cảnh tượng của lửa và đốt, thức của ta có thể xóa tỏa sẽ tràn ngập tiếng kêu la của tội nhân trong chảm sâu. Thức của lưỡi thể xóa tỏa sẽ tràn ngập vị cá ương tanh hôi. Thức của thân có thể xóa tỏa sẽ tràn ngập xúc chạm của dao rạch nát nhiều để làm thành một đống thịt lớn với trăm ngàn con mắt có vô lượng loài trùng tác ăn. Thức của ý thể xóa tỏa sẽ tràn ngập sự nhận biết của tro và hư độc là các đá bay hút bắn nát thân thể. Báo uống xấu của nếu vị chiêu cảnh dẫn dắt quả ác việc từ thức của lưỡi ảnh hưởng những thức khác khi sắc mạng chung trước tim ấy cảm nhận được. Một tấm lý sắc nóng cháy phừng phủ trùm thế giới khi chết thần thức của họ rơi vào trong núi với đầu bị lộn ngược rồi treo ở đó cho đến khi rơi vào địa ngục vô gián. Bấy giờ một trong hai điều có thể xảy ra, một là làn khí hút vào kết thành hàng băng và làm cho thân thể đông cứng lạnh lẽo, hai là làn khí nhỏ ra sẽ bùng lên thành lửa dữ và đốt cháy đến tận xương tủy. Khi thức của lưỡi trải nghiệm những việc như thế thì nhãn có cảm giác như là bị ép vân theo và nhẫn chịu. Thức của mắt có thể sẽ trải nghiệm cảnh tượng của kim loại nóng và đá nóng. Thức của ta có thể sẽ trải nghiệm nghe tiếng minh khí nhọn bén. Thức của mũi có thể sẽ trải nghiệm về lỗ mũi của họ như một chiếc lọc sắt khổng lồ bao trùm cả quốc gia. Thức của thân có thể sẽ trải nghiệm như là bị cung tên và nỏ bắn thủng. Thức của ý có thể sẽ trải nghiệm như là bị những viên sắt nóng từ trên trời rơi xuống, từ trên không rơi xuống. Báo ứng xấu của xúc chạm yêu cảm và dẫn dắt quả ác nghiệp từ thức của thân ảnh hưởng những thức khác khi sắc mạng chung trước tiên ấy cảm nhận được. Một những hòn núi to lớn xích lại từ bốn phía không có lối nào thoát ra được khi chết phần thức họ cảm nhận được một thành sắc lớn với
rắn lửa chó lửa sói và sư tử các mục tốt đầu ra đội bạo ác đầu ngựa cầm cây gươm trong tay lùa tội nhân hướng tới cổng thành để vào địa ngục vô gián. Bấy giờ một trong hai điều có thể xảy ra một là nếu tội nhân còn cảm nhận xúc chạm thì thân thể của họ cảm giác như bị những hòn muối kép lại cho đến khi máu ào ra từ xương thịt nát tan. Hai là nếu tội nhân không còn cảm nhận xúc chạm thì đao búa kiếm sẽ đâm vào làm cho tim gan rạn nứt. Khi thức của thân trải nghiệm vị thế, họ có cảm giác như là bị đánh, bị nện, bị đâm, bị bắn. Thức của mắt có thể sẽ trải nghiệm về cảnh tượng của thiêu đốt nóng bỏng. Thức của tai có thể trải nghiệm về tiếng kêu la của tội nhân trên đường đi đến xét án và lao ngục. Thức của mũi thể trải nghiệm như là bị nghẹt ở trong bao hoặc khó thở do bị trói. Thức của lưỡi có thể sẽ trải nghiệm như là bị cày, bị kẹt, bị chém, bị cắt. Thức của ý có thể sẽ trải nghiệm như là bị rơi xuống, bay lên hoặc bị chiên, bị nướng, báo ứng xấu của suy tư chiêu cảm dẫn dắt quả ác nghiệp. Từ thức của ý ảnh hưởng những thức khác khi sắc nạn trưng trước tiên ấy cảm nhận được một cuồng phong làm tan nát thức tổ. Khi chết, thần thức họ bị thổi lên không trung tiếng xoay theo gió và sau đó rơi vào địa ngục vô gián. Bấy giờ một trong hai điều có thể xảy ra, một là nếu bất giác sự u mê cực độ sẽ dẫn đến hoang mang, họ sẽ bỏ chạy không ngừng. Hai là nếu chẳng mê thì họ sẽ có cảm giác chịu vô lượng khổ bức của bị thiêu với thiêu đốt và nỗi thống khổ tập không thể nhẫn chịu. Khi thức của ý trải nghiệm vị thế, họ có cảm giác như là bị giam cầm. Thức của mắt có thể sẽ trải nghiệm về cảnh tượng của cha họ đối chứng. Thức của tai có thể sẽ trải nghiệm nghe tiếng va chạm của những tảng đá lớn, băng sương, hơi nước hay bụi che lấp âm thanh. Thức của mũi có thể sẽ trải nghiệm mùi bốc cháy dữ dội của xe cộ, thuyền bè, xe tàu. Thức của lưỡi có thể sẽ trải nghiệm bị kêu la gào thét hối lỗi hay khóc than. Thức của thân có thể sẽ trải nghiệm về thân xác của họ lớn ra, thu nhỏ hay bị mua lòng, sống chết trong một ngày với khuôn mặt bị nặng úp xuống. Đây là 10 nhân và 6 quả báo ở địa ngục đều là do chúng sanh si mê vọng tạo nên. Nếu 6 tức những chúng sanh nào tạo nghiệp cùng một lúc thì họ sẽ vào địa ngục vô gián, chịu vô lượng khổ bức cho đến vô lượng kiếp. Còn nếu những chúng sanh nào tạo từng nghiệp riêng rẽ mỗi thời điểm khác nhau do bởi căn và trần của họ, họ sẽ vào một trong 8 địa ngục lặng. Nếu những chúng sanh nào tạo 3 nghiệp sát sanh, trộm cắp và tà dâm cho thân khẩu ý, họ sẽ vào 1 trong 18 địa ngục. Nếu họ phạm 2 trong 3 ngục như là sát sanh và trộm cắp thì họ sẽ vào 1 trong 36 địa ngục. Nếu họ phạm 1 trong 3 nghiệp thì họ sẽ vào 1 trong 108 địa ngục. Đây đều là do mỗi chúng sanh tự làm tự tạo. Nhưng nếu họ có những chúng sanh nào có nghiệp tương đồng với nhau, họ sẽ chia sẻ số phận ở những địa ngục trong thế giới đó. Này Khánh Hỷ, sau khi các chúng sanh đã trải qua các kiếp lửa đã trả nợ những tội đã tạo như là tội phá giới luật của uy nghi, phạm giới Bồ Tát, quỷ bán, lừa dạy của Phật và tịch diệt và những tội hỗn tạp khác. Sau đó họ sẽ thọ thân hình của quỷ. Nếu bổn nhân do tham vật là phạm tội, khi nghiệp tội kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp một vật nào đó được thành hình đi gọi là quỷ quái vật. Nếu do tham sắc mà phạm tội, khi nghiệp tội kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp gió mà thành hình đi gọi là quỷ hạn hán. Nếu do tham và mê hoặc là phạm tội, khi nghiệp tội kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp gió mà thành hình đi gọi là quỷ nhập thọ vật. Nếu do tham và sân hận mà phạm tội, khi nghiệp tội kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp loài trùng mà thành hình đi gọi là quỷ ngã độc. Nếu do tham và hồi ức và phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp loài suy yếu mà thành hình để gọi là quỷ ôn dịch. Nếu do tham và kiêu ngạo và phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp luồng khí mà thành hình để gọi là quỷ đói.
Nếu do tham và lừa dối mà phạm tội khi dịch tội của kẻ yếu đã hết, họ sẽ gặp u ám là thành hình, tôi gọi là nguyện ác mộng. Nếu do tham và vì thông minh mà phạm tội khi dịch tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp tinh khí mà thành hình, tôi gọi là nguyện vô tinh. Nếu do tham mà vì thành công ích kỷ mà phạm tội khi dịch tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp chú thuật mà thành hình, đây được gọi là nguyện sai sử. Nếu do tham và lập bề đảng mà phạm tội khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp người mà thành hình, để gọi là quỷ đưa tin. Đây đều là do khi nghiệp lửa đã cháy hết thì những chúng sanh này sẽ thanh thân tham vơi làm quỷ. Đây đều là do nghiệp vọng tưởng chính họ chưa cảm dẫn dắt. Nếu giác ngộ thì với viên minh diệm màu, họ sẽ biết rằng những báo ứng này vốn không chủ có. Được khánh thủy. Khi những chúng sanh này đều là do tình cảm chiếm toàn bộ và chuyện lạc, khi lửa nghiệp đã cháy hết họ sẽ thăng lên làm quỷ. Đây đều do nghiệp vọng tưởng chúng họ chưa cảm dẫn dắt. Nếu giác ngộ thì với viên minh diệm màu, họ sẽ biết rằng những báo ứng này vốn không chủ có. Đại lượng thánh hỷ, khi nghiệp quỷ đã hết thì tình cảm tự tưởng những chúng sanh này sẽ trở thành rỗng không. Sau đó họ sẽ đến thế gian đích thân đối mặt với chủ nợ nguyên gốc và sanh và loài bàn sanh để trả nợ đời trước. Nếu bổn khi vật tiêu tan mà quả báo đã hết, đa phần quỷ quái vật sẽ sanh làm loài cuốn ở thế gian. Khi gió tiêu tan mà quả báo đã hết, đa phần quỷ hạn hán sẽ sanh làm muôn loại động vật khác lạ, báo hiệu điều xấu ở thế gian. Khi động vật chết và quả báo đã hết, đa phần quỷ nhập động vật sẽ sanh làm loài cá ở thế gian. Khi ngải độc tiêu tan mà quả báo đã hết, đa phần quỷ ngải độc sẽ sanh làm loài động vật độc hại ở thế gian. Khi loài suy yếu chết và quả báo đã hết, đa phần quỷ ôn dịch cho sanh làm khí sinh trùng ở thế gian. Khi luồng khí tiêu tan và quả báo đã hết, đa phần quỷ đói sẽ sanh làm động vật của người ăn thịt ở thế gian. Khi u ám tiêu tan và quả báo đã hết, đa phần quỷ ác mộng sẽ sanh làm động vật phục vụ loài người hoặc làm vật bị quần áo ở thế gian. Khi tinh khí tiêu tan và quả báo đã hết, đa phần quỷ yêu tinh sẽ sanh làm giống chim di cư ở thế gian. Khi ánh sáng của người mà quỷ theo phục dịch tắc và quả báo đã hết, đa phần quỷ sai sử sẽ sanh làm động vật báo hiệu điều tốt ở thế gian. Khi người mà quỷ đưa tin chết mất và quả báo đã hết, đa phần quỷ đưa tin sẽ sanh làm thú cưng ở thế gian. Này khánh hỷ, khi nghiệp lửa đã cháy hết thì những chúng sanh này thác vào loài bàn sanh để trả nợ đời trước. Đây đều là do nghiệp vọng tưởng chính họ khi cảm dẫn dắt. Nếu giác ngộ thì họ sẽ biết rằng vọng duyên này vốn không chủ có. Như lời nói trước đây là Thích Sư Ly Đại Thiên Vương Vô Lương Lưu và Thích Sư Thị Tinh, họ tạo nghiệp ác như thế là tự mình gây ra, chứ chẳng phải từ trên trời rơi xuống, chẳng phải từ dưới đất vọt lên, chẳng phải do người khác tác đặt tự. Thiêu cảm si mê thì phải tự lãnh thọ, thế nhưng tất cả đều là hư vọng phù du ở trong tâm. Giác ngộ chỉ là vọng tưởng nhưng động thức tự. Khi các chúng sanh đó thác vào họ đàn sanh để trả nợ đời trước, nếu sự báo đền trong đời đó vượt hơn nợ mà còn phải trả, họ sẽ có thể được trở lại là người. Tính các khoản nợ còn thiếu những nơi khác, nếu giữa lúc đang có được phong người có đủ phúc đức thì họ sẽ
được trở lại làm người, đây gọi là việc đền bù cho việc trả dư nợ, còn như kẻ chẳng có phước thì họ sẽ thác trở lại và còn sanh để trả nợ những khoản nợ khác. Phải biết rằng họ có thể dùng tiền bạc sức lực vật chất để làm các khoản nợ đời trước tự động đình chỉ. Nếu như những lúc ấy mà giết hại sinh mạng họ ăn thịt uống sao thì trả ra số tiết nhiều như trần, họ sẽ hổ thương giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Đây ví như việc lăn chuyển của bánh xe, nó hổ thương lên cao rồi xuống thấp mà không chút tạm dừng, và như thế bánh xe luân hồi sẽ không thể dừng nghỉ trừ phi họ thực hành các tu chỉ hoặc gặp Phật xuất hiện ở thế gian. Ông nên biết rằng ai đã luân chuyển làm loài cuốn để trả nợ đời trước khi được hoàn phục thân người, họ sẽ sanh vào hạng ngu si và ngoan cú ở nhân gian. Ai đã luân chuyển làm động vật báo hiệu điều xấu khi được hoàn phục thân người, họ sẽ sanh vào hạng dị tộc ở nhân gian. Ai đã luân chuyển làm loài cáo để trả nợ đời trước khi được hoàn phục thân người, họ sẽ sanh vào hạng thấp kém ở nhân gian. Những ai đã luân chuyển làm động vật độc hại để trả nợ đời trước khi được hoàn phục thân người, họ sanh vào hạng hung dữ ở nhân gian. Những ai đã luân chuyển làm ký sinh trùng để trả nợ đời trước khi được hoàn phục thân người, họ sanh vào hạng đầy tớ ở nhân gian. Những ai đã luân chuyển làm động vật bị người ăn thịt để trả nợ đời trước khi được hoàn phục thân người, họ sanh vào hạng suy yếu ở nhân gian. Những ai đã luân chuyển làm động vật phục vụ là người hoặc lạc vật liệu quần áo khi được hoàn phục thân người, họ sanh vào hạng lao dịch ở nhân gian. Ai đã luân chuyển làm chấm chim di cư để trả nợ đời trước khi được hoàn phục thân người, họ sanh vào hạng văn nhã ở nhân gian. Ai đã luân chuyển làm động vật báo hiệu điều tốt khi được hoàn phục thân người, họ sanh vào hạng thông minh ở nhân gian. Ai đã luân chuyển làm thú cưng để trả nợ đời trước khi được hoàn phục thân người, họ sanh vào hạng thành đạt ở nhân gian. Này khánh hỷ, khi những chúng sanh này đã trả xong nợ đời trước thì họ sẽ hoàn phục thân người. Đây đều do việc biến toán liên đảo họ cùng nhau sanh ra và hổ thương tàn sát. Nếu như chẳng tập Như La không như chánh pháp, họ sẽ luân chuyển theo các pháp trong trần lao hàng hữu tình, như thế quả thật đáng thương. Này khánh hỷ, là ở trong nhân gian có những người tu định không đi theo con đường chánh giác, trái lại họ tu tập dựa vào vọng niệm để tồn những ý tưởng và tu luyện thân thể, họ sống trên núi sâu và là nhân loại không thể đến được, họ thuộc người loại tiên nhân dưới đây. Có những chúng sanh kiên cố tu luyện thảo dược mà không hề tu luyện ăn kiên mà không hề thôi nghĩ cho thành tựu thiết niệm phước, họ trở thành địa hành tiên. Có những chúng sanh kiên cố tu luyện thảo dược mà không hề thôi nghĩ cho thành tựu thiết niệm thế, họ trở thành phi hành tiên. Những chúng sanh kiên cố tu luyện kim thạch mà không hề thôi nghĩ khi thành tựu tích lũy thế, họ trở thành du hành tiên. Có những chúng sanh kiên cố tu luyện khí tinh trong lúc chuyển động như dừng lại mà không hề thôi nghĩ khi thành tựu tích lũy thế, họ trở thành không hành tiên. Có những chúng sanh kiên cố tu luyện chuyển hóa nước miếng mà không hề thôi nghĩ khi thành tựu tích lũy thế, họ trở thành thiên hành tiên. Những chúng sanh kiên cố tu luyện viết vào kinh sắc nhật nguyệt mà không hề thôi nghĩ khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành thông hành tiên. Những chúng sanh kiên cố tu luyện giới cấm của chú phục mà không hề thôi nghĩ khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành đạo hành tiên. Những chúng sanh kiên cố tu luyện tư niệm mà không hề thôi nghĩ khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành chiếu hành tiên. Có những chúng sanh kiên cố tu luyện nội khí giao hội mà không hề thôi nghĩ khi thành tựu tất cả những thế, họ trở thành tinh hành tiên. Những chúng sanh kiên cố tu luyện biến hóa mà không hề thôi nghĩ khi thành tựu tất cả những thế, họ trở thành
tuyệt thành tiên. Thầy khánh niệm là ở trong nhân gian có những người trung tâm lại không đi theo con đường chánh giác, trái lại họ mong cầu bí mật tuyệt thọ. Họ có thể sống đến hàng vạn năm, họ sống ẩn dọc trên núi sâu, trên hoang đảo giữa đại dương mênh mông và dứt tuyệt liên lạc với mọi người. Thế nhưng họ cũng phải chịu luân hồi do vọng tưởng vô kiểm, cho chẳng đi theo con đường chánh pháp. Nên khi quả báo từ sự tu tập chấm dứt, họ cũng phải trở lại và sa vào thất thường. Có những người không mong sống mãi ở thế gian và họ vẫn chưa lìa khỏi ân ái thương thê. Nếu tâm họ không có tư tưởng tại dân thì sẽ phát huy ánh sáng trong suốt, sau khi mạng chung họ sẽ thăng lên gần mặt trời trăng hàng vũ trụ, vậy gọi chư thiên ở trời tứ thiên vương. Có những người chỉ có một chút chân dục trong cuộc sống vợ chồng và họ vẫn chưa hoàn toàn sống thanh tịnh, sau khi mạng chung họ sẽ thăng lên, họ sẽ vượt qua đỉnh mặt trời mặt trăng, chú ở đỉnh núi tu di hàng vũ tình, như vậy gọi là chư thiên ở trời tam thập tam. Có những người thỉnh thoảng khởi chút tham dục, khi xong việc thì không còn nghĩ đến nữa, lúc còn sống thì tĩnh lặng kiếm đa phần gia vọng kiếm thiểu số, sau khi mạng chung họ sẽ thân ở, họ sẽ an nhiên tự tại ở trên hư không, nơi đây ánh sáng mặt trời mặt trăng không thể gọi đến. Thân của họ tự có quang minh hàng hữu tình, như vậy gọi chư thiên ở trời thiện thời. Có những người luôn tĩnh lặng chuyển thức, không thể hưởng lại sự tìm đến của xúc chạm. Khi mạng chung họ thân ở một nơi rất tinh vi, nơi đây ánh sáng mặt trời mặt, nơi đây không thể tiếp cận với cõi trời nhân gian ở dưới, cho dù ba tay họ có giết họ có xảy ra thì không thể đến được hàng hữu tình, như vậy là gọi là chư thiên ở trời thiện túc. Có những người chẳng có lòng dâm dục sẽ đáp ứng người cùng chăn cuối. Đối việc thành dâm thì họ sánh diện đến khi hai tập lạp, sau khi mạng chung họ sẽ thân ở cõi trời biến hóa hàng hữu tình, như vậy gọi là chư thiên ở trời biến hóa. Có những người không có những nhiễm ô của thế gian, tuy cuộc sống của họ không khác phàm phu, những tâm của họ siêu việt trong gian kiếp, sau khi mạng chung họ sẽ vượt qua tất cả các cõi, kể cả trời nhà biến hóa hàng hữu tình, như vậy gọi chư thiên ở trời tha hóa tự tại. Này khánh hỷ, mặc dù các loại trời này đã vượt khỏi hành động về mặt thể chất, còn về tinh thần của họ thì vẫn còn giao tiếp, do đó các tầng trời này gọi là cõi vực. Kinh Đại Phật Đảnh cứu cánh kiên cố và mật nhân của Như Lai về chư Bồ Tát vạn hạnh để tu chứng hiểu diệu hết quyển 8.